Đừng có đèn tửa, để đèn tửa thì không có thấy bao giờ, cũng không thấy gì hết. Thì chúng ta ngồi trước hết sao? Phải làm sao mà chúng ta rõ cái tơ cái vô trong lỗ tai này để làm gì? Chúng ta rõ tơ cái vô đặng mà thực thi, đặng cái biến quan chúng ta ngồi đó. Chúng ta ngồi một cái điểm quan ở dưới này nó thông lên, nó ở mình nó bị chết làm sao, nó phải chạy lên, nó chạy lên nó đi này nó ở lỗ tai, nó đi lên lỗ tai rồi nó phải đi một đường lên trên này về chỗ cái sấy này dưới cái đầu ta là thì không đây. Thì cái này tôi chỗ này cái sấy này tôi cái gì tôi là trung tâm điểm à, còn cái chỗ này mà con mắt ta lại để tập trung ngay lỗ mũi này kêu là cái này kêu là trung khí điểm, tâm khí điểm còn cái tá tư này, cái tá tư này kêu là nhân đạo, tinh nhân đạo. Khi tới luôn, không gì lắm, ta chậm cái dành có chuyên con mắt mà ta kéo lại, chậm để cho cái khí điển tại lỗ tai to đạp đó nó lên trên chỗ con mắt nó đi dần ngay xuống lỗ mũi chỗ tập trung đây, à, chỗ tập trung ngay xuống mũi này giữa đó, rồi nó sẽ đi tung lên trên này rồi nó đi xuống ngay con mắt đó. Thì làm cho cái khí nó không kêu là soi hồn. Soi hồn để mà khi soi hồn để cho cái điểm nó đi châu lưu bản thể nó thông đồng nó phải đá vào bản thể. Bạn kia cái khí nó không có hút lâu thì chúng ta dẫn nhờ cái khí. Thì cái khí nó bị chốt trong này nó không xì ra đâu được rồi. Thì chúng ta phải bị cái bệnh dẫn. Dẫn một mà nó lòn rác nữa nó dội lên dẫn gì đó thì các chiến định nó cũng vậy đó. Cho nên cái phép khi là cho hồn làm cho thông đồng sát nẻ thấy thì dân chuông máu phải thấy dạng thì nó nhìn trong bản thể ta đến cái gì con mặn cho hồn đó thì đến đó pháp quân thủy chiến thì tâm pháp. Cho nên chúng ta tu về ba cái tạng nó liên hệ ở đâu, thượng trung hạ, chúng ta có bộ đầu có bộ ngực có dưới bộ sinh dục, mà ai chỉ huy ba cái đó tâm can thận ba bộ và chúng ta làm pháp luân thường chuyển. Tại sao tôi làm pháp luân thường chuyển? Hồi trước tôi chưa làm pháp luân thường chuyển thì tôi thấy tánh tôi nóng, mà tôi làm được pháp luân thường chuyển rồi cái tánh tôi nó dịu, là gì, cái quả can nó rời đi, có nó giờ làm đi. Mà nhiều người khi mà làm pháp luân thường chuyển ngồi thiền nó lại chảy nước mắt, là cái trương ở trong gan được thanh lọc. Thì cái gan mà được thanh lọc thì con người nó bớt nóng tánh. Bớt nóng tánh thì nó mới chấp nhận trở về cái thiền. Mà càng thiền thì càng làm pháp luân, cái thận nó mới giải cái phần trược ô dục của hạ giới.
rồi nó mới ngược cái chiều nó cung cấp lên trên. Cho những người làm pháp luân thường chuyển nhiều, tại sao nó lại lạnh cảm và nó không có hướng về tình dục nữa? Vì cái chỗ cung cấp nó hướng thượng, nó đi trở lộn lên thay vì đi trở lộn xuống. Hồi trước nó không biết, nó không có sử dụng cái pháp luân thường chuyển là nó bị cô độc, nó sân si, ham dục. Bây giờ nó điều hòa ba bộ phận đó thì không có sân si, không còn ham dục nữa. Cái lý do trị bệnh, mà muốn trị bệnh, bệnh là do tánh sanh. Kẻ hung quá hiền cái bệnh nó mới hết. Hung thì cái bệnh nó càng ngày càng gia tăng, nó làm thần kinh càng ngày càng yếu. Mà hiền á thì cái thần kinh càng ngày càng dịu, vì nó được nghỉ ngơi. Còn người hung là nghĩ tới, hành cho cái thần kinh rối loạn, ngũ tạng bất an. Cho nên chúng ta được cái pháp này là giải tỏa ba bộ phận đó điều hòa. Mà ngày hôm nay chúng ta lại được tập trung ngay trung tâm bộ đầu và đã giải tỏa, đem cái phàm tâm, luồng điển của phàm tâm trụ về chân tâm. Cho nên sự liên hệ nó lớn rộng, nó thấy cái tiểu thiên địa này hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, nó mới thấy giá trị của đại thanh tịnh là của năm từ bi, của thượng đế, của vị đại thanh tịnh, của hắc vị Phật, để chuyển độ chúng sanh. Chúng sanh mới có cơ hội hướng thượng để tìm một lối thoát cho chính mình. Vậy nên ta phải đem cái thể xác này, cái khẩu này là từ trên xuống, thì chúng ta từ cái thể xác này mà giải tỏa cho phần hồn đi lên. Thì lên đâu cũng lên tam giới, cũng thượng trung hạ. Chỗ nào cũng nằm trong cái nguyên ý thượng trung hạ, mà ở giới nhẹ và giới nặng. Cho nên ở thế gian nó cho chúng ta thấy biểu hiện, có người được phước thấy nó sống nhàn hạ, nó có tiền, nó dễ dàng. Còn người nghèo làm suốt ngày đó, nó cũng có ba giới tại xã hội. Xã hội loài người nó có ba giới thể hiện trước mắt chúng ta. Nhưng mà người đạo dồn vô ba giới là một. Người nào cũng học cái bài học đó để thích tâm mà thôi. Người có phước, có tiền rồi cũng ôm cái khổ và thích tâm di trụ. Mà người nghèo lao động khổ cực cũng chăn đời qua đạo. Đó. Còn người hiền thì họ cũng phải thấy rõ cái đời là ác ôn, họ tự đi tu. Đó. Vậy thì chúng ta tu đây là giải tỏa ba cái tạng quan trọng mà chúng ta đang cai quản và không lo cho nó. Mà ngày hôm nay chúng ta tu là chúng ta biết lo và sắp đặt. Mà chúng ta lấy cái gì để giáo dục nó? Chúng ta lấy nguyên khí cái càn khôn vũ trụ để khai mở ba tạng này, hòa đồng với nguyên khí càn khôn vũ trụ. Cho ba cái tạng này lớn của trục trời, chứ không phải của người phàm. Cho nên chúng ta hướng thượng mà giải tỏa đó là chúng ta mới thấy rõ ta là con ông trời. Còn chúng ta hòa tan với ông trời thì chúng ta phải làm việc ông trời. Chúng ta phải thực hiện từ bi và đi tới đại từ bi, cũng như Ngài hy sinh vô cùng. Một cử một động của chúng ta lưu lại tại thế gian để cứu những người kế tiếp. Mà nếu một cử một động của chúng ta mà so đo, là người kế tiếp không có ngó nghĩ tới chúng ta. Cho nên chúng ta người tu vô vi chỉ có lợi không có lỗ. Nhiều người nếu tu vô vi nó lỗ rồi thiệt thòi. Không đâu các bạn, không có thiệt thòi, chỉ lời thêm thôi. Các bạn mở được cái trần trượt, cái thối tha, cái dơ giấy, cái chậm tiếng, cái ngu muội của các bạn vứt đi, bỏ đi, thì tự nhiên các bạn sẽ đi tới chỗ sáng suốt vô cùng. Cho nên chúng ta đi ngay trong tâm tạng của chúng ta, chứ không có đi bên ngoài. Cho nên người ta ngu tu tu về lý thuyết bên ngoài, nghe lý Chúa hay ôm khắp, nghe lý Phật hay ôm khắp, nhưng mà không hành. Chúng ta hành rồi sự cảm thức của chúng ta mới rung động tất cả mọi người. Cho nên cái tu của vô vi là trực tiếp. Còn cái tu u ơ đọc hát
là gian tiếp mà hao phí, cuối cùng không thành đạt. Cho nên chúng ta đã học rất kỹ về nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật. Mọi người phải hiểu rõ cái giá trị đó và nắm cái đó để đi. Hãy nắm được cái đó là sẽ khám phá tất cả. Bảo đảm các bạn sẽ khám phá tất cả, không còn ngu muội nữa. Và sự thông minh vô cùng của chư vị, chư Phật sẽ đóng góp cho các bạn, chứ không phải người phàm phi thường. Các bạn đạt được thanh tịnh rồi thì nó đi tới chỗ phi thường tầm giác, chứ không phải đơn giản. Sau này các bạn phải sợ các bạn: ô, tôi trước ngu vậy mà tại sao bây giờ tôi thông minh như thế này, mà tôi không tin. Nó làm được bài thơ đó rồi bác vẫn làm một cái đề tài đó, rồi các bạn vẫn làm 20 bài thơ cũng đề tài đó mà bạn làm được. Hồi trước các bạn rặn một bài rặn được. Nhờ cái gì? Nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật mà nó khai thông, cái thức hòa đồng nó mở, thì cái trí tuệ của các bạn càng ngày càng thanh cao, hồn thơ của các bạn càng ngày càng dồi dào và lý thuyết rất vững, đi đúng tâm trạng của mọi người, chúng ta mới lãnh cái nhiệm vụ dẫn tiến tâm linh. Cho nên một chữ như thị ngã văn này là cái ý muốn của Đức Thích Ca, một người truyền pháp cũng vậy, muốn đem những cái gì tinh vi độ chúng sanh. Mà những người chúng sanh ở thế gian làm sao độ? Vì nó không biết cái điểm tâm ở nơi nào. Nhưng ngày hôm nay những bạn đạo vô vi dùng trung tim bộ đầu, đó là điểm tâm. Điểm tâm các bạn tập trung đó hướng thượng thì chư Phật truyền pháp, truyền điển ngay cho chúng ta. Pháp thủy rưới tư trên đầu của chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ. Lúc đó trong cái thức của các bạn nghe, chứ không phải nghe người ta nói xào xào trong lỗ tai, cái đó là tà. Còn cái thức của bạn, các bạn nhận như một tâm tâm tương ứng. Khi mà nhắm con mắt như vậy, đương ngồi thanh tịnh không biết gì và cảm thức một triết lý vô cùng sâu đậm mà không bao giờ mình có thể nghĩ được, đó là tâm tâm tương ứng. Chư Phật đã truyền bá ngay trung tim bộ đạo của chúng ta. Cho những người tu vô vi, nó may mắn nhất chỉ trụ tâm ngay trung tâm bộ đạo để có cơ hội tâm tâm tương ứng với chư Phật. Mà do cái công phu dày công hành đạt trung tâm bộ đầu đầy đủ điển thì rất dễ dãi. Ngài răn dạy chúng ta trong nháy mắt chúng ta hiểu hết, không phải mất thì giờ nói như âm thanh tôi nói ở đây, không có sử dụng cái đó. Ý Ngài chuyển là chúng ta hiểu liền, cái đó kêu bằng tâm tâm tương ứng. Cho nên nhiều người tu không hiểu, nó điển này tới đầu tôi, điển kia tới đầu tôi, điển nọ nó tới đầu tôi, cái đó là trật. Mình phải mở cái hào quang sẵn có của chính mình hướng thượng, rồi lúc đó bên trên mới chiếu hòa cái hào quang của Ngài cho chúng ta, phóng cho chúng ta một chút, thì chúng ta hiểu theo sự tri giác trình độ của chúng ta, chúng ta biết đây là ai, ai đang về với chúng ta, ai đang giáo dục chúng ta, ai đang đem thanh quang hộ độ chúng ta, mở tâm ngộ tri vô cùng. Nhưng mà muốn có cái đó phải hành, phải thân ngoại thân thì phải hành. Và hành cái gì? Đem hành các bạn làm pháp luân thường chuyển là lắp cái tinh vi, rồi nó mới lên trung tâm, mới đi chỗ cái như thiện ngã văn, nghe rõ, thấy rõ, hành rõ, khi bằng tâm tâm tự ứng. Cho nên nhiều người muốn tôi tu thì tôi ngồi này kia kia nọ để tôi nghĩ thượng đế, để tâm tâm thượng đế, tâm 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 tự ứng, tôi không có được. Phải có cái cách xuất phát ra nhiên hậu mới có cơ hội tâm tâm tự ứng. Bây giờ chúng ta ở thế gian này, nhập vô cái xác này nè, chúng ta nghe tiếng tầm này, xe hơi này, người ta nói chuyện này, cái tần số đó, thấy không? À, bây giờ chúng ta muốn nghe cái tần số nhẹ hơn thì chúng ta phải mở chỗ này để được nghe cái tần số nhẹ hơn. Và tần số nhẹ hơn người ta không có nói như
như chúng ta, người ta họp, gặp mặt họp cái rồi ta biết hết cái công chuyện rồi, chuyển điển cái biết rồi, đâu có phải nói năng như thế gian đâu. Nó mất thì giờ, chậm trễ lắm. Chứ mang cái xác phàm mà lý luận cái thế gian là chậm trễ lắm. Một cuộc họp của chư tiên, của địa tiên, người ta họp xong hết mọi sự, Thượng Đế gồm họp xong hết mọi sự, mà ở đây 10 năm chưa thấy cuộc cửa. Nó chậm lắm. Nói văn minh hô hào tùm lum hết mà 10 năm chưa thấy cái chuyện nó xảy ra. Nó kỳ cục vậy nhé. Người ta mau nhiều quá mà mình chậm nhiều quá. Bây giờ mình lấy cái gì mà chứng minh cái mau? Và cái ý nghĩa của mình gì? Mau không? Mà chuyển như thế này rồi động cái cơ tạng này mới nói ra. Rồi ngồi đó cứ bàn hoài rồi gom trở lại có nhúc à. Họp á, bàn ông này bàn ông bà nào bàn tùm lum rồi cứ gom có chút xíu. Mà nói tới mấy ngày mà kết luận có chút xíu. Thế chưa? Còn đằng kia người ta tin cậy lẫn nhau rồi hết rồi. Ta bay tới hộp rồi xong hết cái việc đó. Mỗi người đều có việc hết rồi. Cho nên người ta làm việc nhiều hơn thế gian mà liên liên. Còn ở thế gian gặp một cuộc họp lâu lắm rồi cãi vã rốt cuộc không ra cái gì. Rồi về trong tâm cũng chưa có yên. Cái đằng kia người ta yên, người ta làm tới. Cho nên cái nền siêu văn minh phải có những người nào giữ, những người tu xuất hồn mới có cơ hội tham gia những cái siêu văn minh của Thượng Đế. Nó làm liên liên cấp bách chứ không có phải để trì trệ như hiện tại. Cái này là cái văn minh của Di Đà đã có lâu rồi. Nhưng mà ở đây người ta mới đi theo mà theo chưa được gì hết rồi. Tu cũng tu chưa xong, mà cái đám vô vi này tương lai cố gắng nghe theo tôi, trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lần lần đọc cái kinh này mới thấy rõ. Thấy đã có lâu rồi. Cái chữ như thị ngã văn này là cái siêu văn minh. Một chút xíu là biết rồi, chứ không phải đợi mà giải thích cả mấy tiếng đồng hồ mà không hiểu cái gì hết rồi. Là bên chúng ta thấy cái sự trì trệ không? Thượng trung hạ chưa đồng nhất thì không hiểu, mà thượng trung hạ hợp nhất rồi là nháy mắt là hiểu rồi. Đó kêu bằng thanh tịnh. Nhiều người nói thanh tịnh, ông Tám cứ nói thanh tịnh, làm sao thanh tịnh? Quy hội nó mới thanh tịnh. Cho nên các bạn phải làm pháp luân thường chuyển rồi nó mới lập ra cái trực, nó theo cái trực, cái thanh nó theo cái thanh, nó có trật tự nó mới quy hội, nó mới thanh tịnh. Cho nên phải rốt cuộc phải hành. Cho nên không có dùng lý thuyết, pháp lý không có đi thuyết pháp là chỗ đó, ông Tư nói như vậy. Chỉ bạn đạo thực hành rồi mới nói chuyện với nhau mới được. Không thực hành là không có giá trị. Nó rõ trong này. Cho nên nhiều người mà nói xưng là tôi là tu pháp lý vô vi rồi đi nói ào ào, các bạn không có nên nghe. Các bạn hỏi cho anh thiền rồi tôi coi. Anh làm được mấy tiếng cứ khỏi thực hành vậy thôi. Mỗi người đều thực hành thì chúng ta làm được việc lớn. Mình dễ hiểu nhau, nhanh chóng thông cảm, mà lúc nào cũng minh bạch và tin cậy lẫn nhau. Chứ người thế gian không tin cậy lẫn nhau. Biết bao nhiêu cái hội ở thế gian này, hội người Việt Nam từ Mỹ qua tới bên này không có tin cậy nhau, không hợp rồi cũng đi lộn. Không sai. Tại sao? Nó không tin cậy. Vì nó sợ mất, sợ hư. Cái kỳ thật nó đâu có mất, có hư. Dù gì mình thấy rõ là tôi đâu có gì đem đây mà tôi sợ mất. Mà tôi có tình thương, anh kia cũng có tình thương. Mà tình thương chúng tôi hòa đồng thì chúng tin cậy nhau, không có sao, không có mất. Của ông trời mà tôi có đem đi được mà tôi sợ mất đâu. Của thiên trả địa, cái xác này cũng có ông trời mà của thiên trả địa tôi có đem đi được mà tôi sợ mất. Thì tự nhiên cái sự tin cậy của mình là sự tin cậy của Thượng Đế. Mà sự tin cậy mình là đang quản thúc đối phương ăn cắp được đó. Thét nó mắc cỡ chứ. Nó trả, nó lỡ nó ăn cắp 10 đồng, nó còn trả lại 100 nữa là khác. Không có lo. Đừng có sợ cái đó. Các bạn sẽ có hết. Tu vô vi rồi các bạn sẽ có hết. Các bạn là giàu hơn tỷ phú, nói vậy đó. Tỷ phú còn lo chứ mà các bạn không có lo. Cái ông giàu rồi, ông nói tôi giàu rồi tôi hết lo. Nhưng mà cái ông giàu đó ông lo nhiều hơn. Mà các bạn hết lo.
Còn bạn phải dọn tỷ phú không? Phải không? Mà hỏi các bạn đó không? Không chút thiếu cái gì hết. Cho nên Đức Phật đã nói bao nhiêu ngàn năm trước mà người ta không chịu hành. Ngày nay mình may mắn được cái pháp này để hành. Hành để khai thông ba cái tạng của mình đi. Thì ba cái tạng mình khai thông được, rồi bạn bè mình khai thông ba tạng, rồi nó hiền, rồi nó không có ăn cướp mình nữa. Mình tin cậy thì mình làm nên sự nghiệp. Thấy chưa? Nháy mắt là nên sự nghiệp. Cho nên cái lòng tin là phải thực hành. Mà không thực hành không có tin nổi. Anh đi ra đời, anh nói đường nó nói ngã, họp chặt rồi cái gây lộn, không có yên đâu. Ôm nước nhớ nguồn từ đâu đến, tu luyện cũng nhờ tổ dẫn nên, dài tiếng cuộc đời tâm tự thực. Phá chấp chung tu hoài hoa, đây là tình đơn chính ngài, hứa hiền đã giúp lập đại vô vi. Chúng ta tâm thức tự ghi, đến ngày vô tổ ta thì nhớ thêm. Tôi từ bên Mỹ hôm nay dừng đây có dịp về viếng mộ đức tổ sư. Tôi xin kính thưa qua những tên thầy này, chúng con xin trình những tên thầy anh còn chúng con xin đảnh lễ Đức Tổ Sư. Hôm nay chúng con có dịp về đây để tham dự cái đại hội ở tại Mã Lai, và nhân cơ hội này chúng con tụ họp lại về đây để mà thăm mộ của Tổ Sư. Chúng con xin đảnh lễ trong tâm ba lại, và chúng con xin rất lấy làm tức là hân hạnh được những mộ của tổ sư. Chứ con không có thể là có dịp nào để trở về, lúc nào cũng nghĩ đến tổ sư đã tìm ra cái pháp lý vô vi và lý vô vi, để chúng con có một cái con đường khác để tu hành giải thoát. Chúng con xin đổi lời của tổ sư. Nam mô A Di Đà Phật. thành tâm hướng về Đức Tổ Sư, và nhớ ơn Đức Tổ Sư để Đức Thầy lúc nào cũng còn pháp. Dù người không còn thế gian nữa, nhưng mà chúng con tâm tâm lúc nào cũng Đức Tổ Sư Đức Thầy lúc nào cũng chỉ trong, để chúng con cố gắng tu nguyện. Tu luyện đêm đêm
thành. Chân trời cao đẹp, chân trời ta hành đến nơi. Càn khôn vũ trụ mỗi trời, hướng tâm thành thần về tôi.